cũng là nỗi nhớ, nhưng không lẫn trong mênh mang dịu dịu của mùa thu. Buổi sáng của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan có lối diễn đạt khác, mang nỗi niềm phụ nữ, nửa yêu thương, nửa giận hờn, nửa chối từ, nửa mong ngóng, nửa quen, nửa lạ. Chính điều đó làm nên sức hút, đồng thời cũng khiến cho con tim người phụ nữ luôn khờ khạo cả tin trong tình yêu. Mời các bạn nghe bài thơ này qua diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Những gương mặt người quen và không quen, những giọt cà phê muôn đời đen quánh, tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh, gõ mặt trời. Em ngồi một mình khuấy loãng không gian. Buổi sáng muốn gọi anh, nắng nói lời mê ngủ, gió se lạnh chối từ. Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ, bản giao hưởng đêm qua phảng phất trên phím dương cầm. Người đã quên cung bậc cuối, nụ hôn nửa vời, trái tim không cửa. Ai hững hờ xéo lên lá cỏ. Buổi sáng ngồi một mình, không quen những nụ cười lạ, em đập đặc với nắng thu mùa hạ, tan cùng tàn đông. Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt xuân, đã chậm mất nửa mùa cuối cùng. Khói thuốc cay và cà phê đắng, cơn đau màu men ngà. Buổi sáng ngồi một mình, uống cạn kiệt, là quen.